Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Minh Hiệp Vlog nha. Mình là Hiệp đây. Hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau trở lại trong cái khu công viên phần mềm Quang Trung ở quận 12 ha. Để mình lại được xin phép gửi tới các bạn một cái chủ đề khác về lái xe con tay. Rồi, thì cái chủ đề của vlog ngày hôm nay đó là cái việc là chúng ta có nên bóp cua một lần và xuống nhiều số không? Tức là gì? Tức là ha, khi bình thường chúng ta muốn xuống số, ví dụ như từ số 5 xuống số 3, thì chúng ta sẽ xuống là một lần xuống số 4 thả côn, hai lần xuống số 3 thả côn, đúng không? Thì thay vì chúng ta làm vậy thì chúng ta lại làm là một lần bập xuống số 4, bập xuống số 3 rồi chúng ta mới thả côn. Đó. Rồi, thì hãy nói là nó có hại hay không? Thì thật ra cái việc mà các bạn xuống nhiều số như vậy nó không hại. Tuy nhiên là chúng ta phải biết trong trường hợp nào chúng ta có thể làm và trong trường hợp nào chúng ta không nên làm. Đó. Thì trường hợp mà chúng ta có thể làm là trường hợp gì? Đó là khi các bạn đi ở với tốc độ bình thường, tốc độ trung bình thấp. Đó, tốc độ ví dụ như từ 50 đổ lại và chúng ta đang muốn dừng lại hay là chúng ta đang muốn dừng đèn đỏ, chúng ta muốn đi hoặc là chúng ta muốn dừng lại bên đường vậy thôi ha, thì chúng ta giảm tốc độ đúng không? Thì trong quá trình đó các bạn có thể đạp ví dụ như mình đang số 5 mình muốn giảm tốc độ để mình dừng lại ở đèn đỏ thì chúng ta có thể xuống số hai ba số thoải mái không sao cả. Nhưng mà các bạn nhớ là khi chúng ta thả côn nên chúng ta thả vừa phải, thả từ từ. Chứ làm không thả bật ra vậy được. Chúng ta thả bật như vậy á, nếu như các bạn hiểu được cái xe, các bạn cảm nhận được cái xe rồi thì các bạn có thể thả thoải mái, nhưng khi các bạn chưa biết á thì chúng ta thả ra cũng giống như là khi các bạn lên số xuống số bình thường, đó là cho thời gian cho cái bộ côn từ từ nó bắt ha. Rồi thì trong trường hợp nào chúng ta không nên sử dụng cái việc mà bóp côn xuống nhiều số? Đó là khi các bạn đang đi ở tốc độ cao. À, khi các bạn đang đi ở tốc độ cao á mà các bạn xuống số như vậy á, nó sẽ có một số nguy cơ có thể xảy ra ha. Thứ nhất á, nếu như mà bạn thả côn chuẩn, tức là bạn thả từ từ cho máy nó bắt thì đúng xe chúng ta nó sẽ an toàn. Tuy nhiên nó sẽ có một cái chắc chắn sẽ xảy ra, đó là bộ côn mà nó sẽ bị mòn nhanh hơn bình thường. Các bạn cứ tưởng tượng giống như là mình xuống từng số thì cái dòng tua máy, dòng tua bánh nó có cái thời gian nó xuống dần 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 thì cái việc mà cái bộ côn nó đồng bộ tốc đó nó sẽ đỡ hơn đúng không? Nó chịu áp lực thấp hơn, nó đỡ mòn. Nhưng mà khi bạn nhảy số xuống từ dù từ số 5 bạn xuống số 4 bạn thả một cái ra, có phải là nó cái bộ côn bạn nó phải đồng bộ mấy mấy lần luôn. Đó thì giống như nó phải chịu mấy mấy cái bước đồng bộ vậy thì nó sẽ nhanh mòn hơn ha. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu như bạn thả côn nhanh trong trường hợp đó chuyện gì có thể xảy ra? Thì thứ nhất á là bánh vì á cái số nhỏ nó sẽ phải cần cái dòng tua cao để nó kéo được cái xe bạn đi ở cái tốc độ của cái số cao nó đang kéo. Thì khi mà chúng ta thả côn nhanh như vậy nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là cái bánh sau á nó sẽ đẩy cái máy của bạn tăng dòng tua lên quá cao, có thể hại máy. Thứ hai là trong quá trình mà ép bánh như vậy á, mà thả côn gấp vậy giống như là các bạn đạp một các bạn áp một cái lực thắng xuống bánh sau rất là mạnh. Đúng không? Cái bánh nó đang chạy 60 nhưng mà khi nó xuống số nhỏ hơn thì kiểu gì cái tốc độ nó cũng sẽ không thể quay được ở 60, nó sẽ xuống. Đó trừ khi chúng ta rep matching để chúng ta giữ cái dòng tua thì nó sẽ không bị như vậy, nhưng mà khi chúng ta không rep matching chúng ta thả nhanh như vậy á thì cái số dưới á nó cái bánh dưới nó đang chạy dụ như ở 50 đúng không? À, ví dụ như ở 50 bạn xuống số 4, xuống số 3 các bạn thả ra thì chắc chắn cái bánh nó sẽ phải bị kéo lại tốc độ thấp hơn. Thì đó là có thể là giống như là nó giống như cái việc mà chúng ta đạp một cái lực thắng chúng ta ép xuống cái bánh sau thì nó gây ra cái gì? Nó gây ra cái việc là bánh sau bạn có thể nó sẽ bị trượt, dẫn đến chúng ta có thể bị té. Đó. Đó. Và còn một cái cuối cùng nữa là khi các bạn xuống số nhiều như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới hộp số. À, tốc độ cao nha, các bạn xuống nhiều như vậy có thể là hộp số nó cũng sẽ chịu những cái áp lực dẫn đến là có thể là hư hại. Cho nên là khi chúng ta đi ở tốc độ cao thì các bạn cứ nên xuống từng số cho mình một cách bình thường, đừng xuống nhiều số ở tốc độ cao. Còn ở số nhỏ, ở tốc nhỏ, ở những cái tốc độ nhỏ, ví dụ như chúng ta đi dồn số trong thành phố đi từ từ muốn dừng lại thì các bạn cứ bóp một lần xuống thoải mái. Mình cũng làm như vậy. Đó. Mình thi thoảng mình gặp ngã ba ngã tư mình cũng bóp mình xuống hai ba số bình thường không có sao cả. Ha. Tuy vậy thì còn có một cái trường hợp đặc biệt. Đó là nếu như cái xe của bạn nó có trang bị cái bộ nồi người ta gọi là slip the clutch đó, tức là cái bộ nồi chống trượt. Thì trong trường hợp đó ở tốc độ nào các bạn cứ thoải mái xuống hai ba số không sao cả, tại vì bộ nồi đó nó cái thiết kế của nó khiến cho cái bánh cho cái bộ nồi nó có thể trượt một chút
trước khi nó bắt lại. Đó, thì mình sẽ nói về cái công nghệ đó sau trong những cái chủ đề lần sau. Thì các bạn chỉ cần biết là nếu như các bạn đi xe con tay bình thường, không có trang bị bộ nồi đó, thì chúng ta có thể xuống nhiều số được, nhưng chúng ta nên làm như vậy ở những cái tốc độ thấp. Ở những tốc độ cao không làm vậy, xuống từng số. Rồi, còn nếu như xe có cái bộ nồi chống trượt Super Clutch đó, thì các bạn cứ thoải mái xuống ở bất kỳ tốc độ nào. Rồi, thì mình hy vọng là cái vlog lần này á, nó đã giúp các bạn giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn về cái việc mà chúng ta có nên bóp côn một lần mà xuống nhiều số không ha. Mình hy vọng là các bạn đã cảm thấy bổ ích ha. Nếu như mà các bạn thấy hay á, các bạn nhớ like, share cũng như là subscribe kênh của Hiệp ha. Và cũng đừng quên là bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ qua những cái vlog mới nhất mà mình up lên kênh ha. Mình là Hiệp, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog lần sau ha. Bye bye.